Các thánh tử đạo Việt Nam là ai? Thưa các ngài là những người bình thường như chúng ta, cũng biết đau khổ, cũng biết yêu sự sống, cũng sợ hãi trước cái chết. Nhưng các ngài đã dám chết vì niềm tin vào Thiên Chúa. Các ngài là những giám mục như Đức Cha Xuyên, Đức Cha Vinh, linh mục như Cha Tịnh, Cha Hưng, tu sĩ như Thầy Khang. Các ngài là những viên chức phần đời vô án tạm, ông Lý Mỹ, những người có chức trong giáo xứ như ông Trùng Đích, ông Trùng Lượng. Họ là những người quân nhân trẻ như anh Thể, anh Huy. Các thánh tử đạo đến từ đất nước Âu Châu xa xôi, và đa số là những người đến từ khắp ba miền của quê hương Việt Nam quy dấu. Điều giống nhau là các ngài đã dám liều thân, đã dám chết để tuyên xưng cái tự do tuyệt đối với nụ cười tha thứ và với niềm tin kiên định trong Chúa. Tôi xin kể câu chuyện của một vị tử đạo. Ngài nên thắng trước tiên qua cuộc sống gia đình. Một người có lòng tin mạnh mẽ, diễn tả qua đời sống trung thành với chồng, bộc lộ qua đời sống một người mẹ luôn luôn lo lắng chăm sóc con cái theo đạo giáo. Và khi đương đầu với sự bắt đạo, con cùng, tù đầy và bị đánh đập, đã không làm lung chuyển đức tin sắt đá của bạn. Và vị thánh đó là Anne Ine Lê Thị Thành, quen gọi là bà Thánh Đê, mà chúng ta thấy các em cho chúng ta trước thánh lễ. Như chúng ta biết là bà sinh năm 1781 ở Thanh Hóa. Gia đình chuyển đến sinh sống ở Phúc Nhạc ở giáo phận Phát Diệm. Và tại đây ngài bị bắt vào tháng lễ phục sinh năm 1841 vì giấu một linh mục ở rảnh, phủ rơm lên trên. Ngài bị giam ở Nam Định và qua đời ở đó vào ngày 12 tháng 7 năm 1841 dưới thời vua Diệu Trì, họ 60 tuổi. Ngài kết hôn năm 19 tuổi, là người vợ và là người mẹ trong gia đình. Ngài làm việc đồng áng nuôi tầm kéo tên, chăm sóc gia đình 60 con. Ngài siêng năng đọc kinh cầu nguyện sáng tối. Gia đình ngài được mọi người quý mến vì rất hiền lành và tử tế. Lúc bị bắt, ngài hết sức sợ hãi. Ngài phải mang công cùng xiềng xích và bị tống giam, bị quan tổng trống Trịnh Quang Thanh ép dẫm lên thánh giá. Có lệnh quan ra lệnh cho ngài chỉ nơi hai cha trú ẩn. Ngài một mực từ chối nên bị đánh đòn đến chảy máu, nhiều vết thương trên người. Con gái của ngài đến thăm thấy vậy thì khóc. Ngài bảo: Chúa cho mẹ mặc áo hoa hồng ấy, các con đến cầu nguyện cho mẹ phát thánh giá với Chúa. Nhưng với những người khác, ngài nói: Họ đánh tôi đến cả các ông cũng không chịu được, nhưng Chúa thêm sức cho tôi. Quan cho lính bắt rất độc bỏ vào trong người của ngài để ép, nhưng ngài cương quyết từ chối. Chẳng hiểu vì sao con rắn trườn ra mà ngài không hề thấy gì. Quan cho lính khiêng ngài lên để chân ngài chạm vào thánh giá. Ngài quỳ gối cung kính trước thánh giá: Lạy Chúa, con là người đàn bà yếu đuối, người ta dí chân con vào thánh giá con, không đời nào bị làm như vậy. Khoảng 2 tuần trước cuối đời của ngài, ngài lên cơn sốt mê man. Lính xin quan tháo gông cùng cho ngài, nhưng quan không đồng ý. Trong cơn hôn mê, ngài luôn miệng nói: Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết trên thánh giá vì con hết lòng theo thánh lý Chúa. Xin Chúa tha mọi tội lỗi cho con. Ngài chút hơi thở cuối cùng trong trại giam sau 3 tháng bị giam cầm và tra tấn. Thưa quý vị, câu chuyện của người tử vị đạo thứ hai tôi chia sẻ với quý vị, và vị tử đạo này rất gần gũi với chúng ta, đó là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tuy ngài không bị chém đầu, không bị đổ máu, thế mà ngài đã được giáo hội tôn phong như là một vị tử đạo.
Trong lễ an táng của Ngài tại Roma, hồng phục trong thánh lễ là màu đỏ. Trong quan tài của Ngài được đặt một tấm bia đỏ. Việc này tôi thấy sự kích động của tòa thánh dành cho Đức Hồng Y Thuận như một vị tứ đạo. Đúng như vậy, cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận của chúng ta đã tử vì đạo bằng chính đời sống yêu thương, bằng chính đời sống tha thứ cho những người bất hại mình. Sau hàng chục năm bị tù tội, bị biệt giam, bị chà đạp, Ngài không thể kêu làm trách móc. Đức Hồng Y Francisco xuất thân từ một gia đình, có thể nói là gia đình nổi tiếng nhất Việt Nam. Các cậu là Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Ngô Đình Du, Tổng giám mục Ngô Đình Thuận. Và sau cuộc đảo chánh năm 1963, gia đình Ngài đã bị giết, bị tù đầy, bị nhục mạ, bị hãm hại và bị lưu đày. Tưởng mọi việc sẽ êm xuôi, nhưng mấy chục năm sau, bản thân Đức Hồng Y lại bị bắt bớ giam cầm bởi người cộng sản vô thần. Thế nhưng, Ngài có một lời trách móc, oán hận. Trái lại, Ngài coi thời gian giam cầm như là những ngày tĩnh tâm được sống thân mật với Chúa. Dù Ngài là Đức Hồng Y, nhưng Ngài vẫn luôn luôn yêu kính cha mẹ mình. Và hạnh diện quê vì mẹ chính là người dạy dỗ Ngài sống đức tin, sống yêu thương, tha thứ và trung thành với Chúa. Tôi còn nhớ câu chuyện Ngài kể về mẹ mình. Có lần cha Chu Văn Minh ở Mỹ cùng một linh mục Việt Nam ở Úc đến thăm mẹ tôi. Hai cha hỏi mẹ: bà cố, con muốn Đức Cha Thuận làm hồng y không? Dạ thưa, con muốn. Vì sao vậy? Cha Minh hỏi. Mẹ tôi trả lời: bởi vì khi con cho con vào chủng viện, con chỉ xin Chúa cho con của con làm linh mục để tế lễ Chúa là con vui lòng rồi. Con đã đi tu làm linh mục rồi thì đâu còn tham muốn những chức quyền danh vọng gì nữa. Hai người mẹ, một người là thánh tử đạo, một người là mẹ của vị tử đạo. Hai người mẹ đó là sống gương mẫu cho các bà mẹ Công giáo nói riêng và cho các phụ huynh và tất cả mọi người chúng ta trong đời sống gia đình ngày hôm nay nói chung. Kính thưa quý ông bà và anh chị, chúng ta đang sống trong thời gian văn minh hiện đại. Chúng ta đang có đầy đủ mọi thứ tiện nghi của một nước văn minh nhất trái đất. Chúng ta không bị bắt bớ giam cầm. Chúng ta không bị giết bằng gương đao súng đạn như xưa. Vậy thì tử vì đạo, chết vì đạo hôm nay nghĩa là gì? Bây giờ quý vị có đưa cổ cho người ta chém chắc cũng không ai chém. Vậy nhưng mà tử đạo ngày hôm nay lại bằng không phải bằng máu mà bằng mồ hôi, bằng nước mắt. Để làm gì? Để bảo tồn đời sống gia đình trong xã hội quá cực quá này, chạy theo những giá trị tiền tài dục vọng. Chúng ta sống trong một xã hội mà thống kê cho biết khoảng 40-50% những người lập gia đình ngày hôm nay đã đi đến một ly dị phụ phàng, gây ra sự xáo trộn trong đời sống gia đình. Chúng ta sống trong một môi trường mà trong 100 người mẹ mang thai thì có tới 18 người mẹ phá thai 1/5. Chúng ta sống trong một thế giới văn minh với bao máy điện tử, iPad, Internet, văn minh lắm. Nhưng chiếm đoạt thời giờ dành cho nhau trong gia đình, chiếm đoạt thời giờ dành cho Chúa. Và bởi vậy chỉ có khoảng 30% những người Công giáo ngày hôm nay đi xem lễ ngày Chủ nhật. Rồi đến nạn đồng tình luyến ái cũng đã làm đời sống gia đình lũng đoạn không ít. Phải, chúng ta phải đổ rất nhiều mồ hôi nước mắt để giữ vững hôn nhân, để bảo tồn giá trị gia đình, để hy sinh dành thời giờ cho con cái gia đình, để thành thực tha thứ cho nhau trước sự tấn công khốc liệt của trào lưu thế tục, sức ép của vật chất, của ích kỷ, của quyền hành và tham vọng. Như thế, chính vì đạo ngày hôm nay không kém phần khốc liệt như xưa, như các vị tiền nhân của chúng ta. Vì thế chúng ta cần bắt chước gương các thánh tử đạo để con nhà tông không giống lông cũng giống cánh,
các ngài có một đức tin sắt đá để đương đầu với cơn bất hại. Nhưng đức tin các ngài gặt hái được là nhờ đâu, thưa quý anh bà và anh chị em? Là nhờ vào sự liên kết mật thiết với Chúa. Câu chuyện của Y-đê Lê Thị Thành, câu chuyện của Đức Phòng Phi Francisco Nguyễn Văn Thuận và tất cả các thánh tử đạo đều cho chúng ta cái điều quan trọng đó là liên hệ mật thiết với Chúa. Hay nói một cách khác, các ngài có một đời sống cầu nguyện liên hệ. Vậy chúng ta hãy trở về với căn bản đó, cầu nguyện cho chính bản thân mình, cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa qua lời cầu bầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam ban sức mạnh khôn ngoan cho Đức Giáo hoàng Francisco, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, cho các nhà lãnh đạo và cho tất cả mọi người chúng ta được sống anh dũng, rao giảng tin mừng như lời Chúa dạy. Ai muốn theo thầy hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo thầy.